và mình đã có cái đeo lưng của chiếc xe Ferrari rồi nha các bạn. Ý kiến đó, thấy không, kinh không? Sau đó mình đi làm vụ thôi các bạn ơi. Angry Chess gặp ở Bacavoy Conversation with Chess. Be well coast. Ok. Còn đi qua chỗ gì ta? Bacavoy. Từ hút cà hát này mình phải đi lấy cái gì, cái nón cái biển của hút cà đó các bạn. Ok, rồi sau đó mình sẽ dịch chuyển qua và cá voi cho nó lẹ. Cá voi ok, 37 bạn, đây là 37 đồng chứ. Conversation with Jess. Các bạn cũng không có cần phải đọc rất là nhiều luôn các bạn, đi mà muốn xỉu luôn. Nhất nhất là mấy con quái mà có máu màu vàng nha các bạn, đúng là nớp luôn đó các bạn. Nớp quá trời là nớp luôn. Lộn, may quá. Sau đó trả nhiệm vụ có chữ chữ gì chữ Z này nha các bạn.
À, mà các bạn nếu như mà các bạn có ai mà bị cái gì mà lỗi X206 á, thì các bạn nên tải cái bản Europe nha các bạn. Europe của Pháp á. Thôi các bạn cứ chơi của Pháp đi rồi sau đó nhưng mà mình nhớ là có chỉnh được tiếng Anh nữa các bạn. Chỉnh được tiếng Anh cho nên các bạn cứ chơi của Pháp đi nha. Mấy mấy cái nhiệm vụ này cũng y chang nhau à. Không có phải là khác nhau hết, chỉ có khác á, là cái sự kiện thôi. Sự kiện là tùy theo của quốc gia nha các bạn. Mỗi quốc gia là có sự kiện của quốc gia của họ. Đúng rồi. Ok, mình còn phải đi lấy cái mũ của cái tờ quốc ca nữa các bạn. Đó, thấy không? Thích nhất là đã đánh mấy con quái mà có cái máu màu xanh nha. Màu xanh nó dễ đánh luôn, quá là dễ đánh luôn. Đó, có bình hút cà này nha các bạn. Thiền trường hút cà. Này ưu tú. Ủa, mình vẫn di chuyển bình thường. Chắc là nó bị lỗi rồi các bạn à. Ủa? Sao không có cuồng nổ ta? Thường là dưới 60% là phải cũng có cuồng nổ chứ. Giờ không còn nữa à? Rồi, chắc như bây giờ không còn cuồng nổ nữa các bạn ạ. Chắc là họ sửa rồi. Cốc thuốc cà xong. Cũng được. Mà mình đã lên cấp rồi. 119 sao cơ mà. Cũng được. Để cái này vô. Ok. Bây giờ mình thoát ra nha. Mình thường là lấy mana. Đó.
Cocoon kebab. Oh, cũng may tôi hút cả Pervert. Đó, các bạn cứ tranh thủ đi nhé, có nhiệm vụ nào thì các bạn cứ tranh thủ. Ok, và bây giờ mình xin tạm dừng tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình chơi, mình mong là các bạn solo luôn, hộp có like, share và subscribe cho kênh của mình nhé. Ok, bye bye các bạn.